Ok, và Linh kính chào tất cả các bạn nha. Thì hôm nay Linh lại tiếp tục làm clip cho bạn xem. Thì các bạn ơi, tình hình là mình đã bẫy bìm bẹp rồi các bạn, nhưng mà trời mưa quá các bạn. Trời mới hết tạnh, mới mới tạnh mưa luôn các bạn. Không biết là bìm bẹp nó có đi ăn không. Thì bây giờ mình sẽ đi khăm bẫy bìm bẹp cho các bạn xem nha. Thí dụ mà có dính thì mình sẽ quay lại cho bạn xem nha. Thì bây giờ mời tất cả các bạn đi theo mình đi khăm bẫy bìm bẹp nha. Đây cái giỏ mình đi khăm bẫy nha các bạn. Đây là còn một mớ bẫy mới mình khai trương nữa các bạn, mình chưa có đặt hết nữa. Thì tại trời mưa quá các bạn nè, trời chuyển mưa quá các bạn ơi. Đó thì bây giờ mình có đặt ở trong đó một cái, mình vô trỏng mình khăm mà có dính không các bạn, với dài dài cái khu vực ngoài kia luôn. Thì hồi nãy giờ mình đặt cũng có mười mấy cái các bạn ơi, mưa quá mình không biết nó ăn không, mình không có đặt nhiều các bạn. Thì mình qua đây mình thăm trước nha. Trong đây là cái vườn tắc nha các bạn. Rồi không dính rồi các bạn ơi. Đây nè, các bạn thấy cái mài ốc không? Trời ơi, đây là bìm bẹp nó thấy nó mê lắm các bạn. Nó mà bay lại là nó lụm liền. Bẫy này thì mình đã mới làm lại cái bẫy cọng dây khác nha các bạn. Dây này là bao chắc luôn nha các bạn. Dây này là cọng dây dù. Còn cái clip bìm bẹp trước hả, mình hướng dẫn các bạn rồi mình làm dây gân nha các bạn. Giờ đi thăm tiếp các bạn ơi. Trời giờ cũng đang mưa lác các luôn các bạn. Như trong đây cũng có một cái nè, mấy con ốc nè các bạn, ốc bìm bìm nó ăn để lại đó các bạn. Rồi cái này không dính luôn các bạn ơi. Để mình cho sửa con ốc lại cái. Sửa con ốc cho nó lật cái mài lên các bạn. Đi qua vườn mé bên kia đó các bạn. Trời đang mưa nữa, mình đặt mình nghĩ nó sẽ không nhảy đâu các bạn ơi. Mình đặt nãy giờ cũng tiếng máy rồi các bạn. Mình thấy tành tành mưa mình đi hâm. Ôi cái này dính các bạn ơi. Cái này dính các bạn. Ui trời mưa nó đập sình không luôn các bạn ơi. Nè, bẹp già này nha các bạn. Mắt đỏ luôn nè các bạn. Nãy mình quên lấy cọng dây rồi. Mưa nó ướt nhẹp hết trơn nha các bạn. Giờ bẹp bẹp nè. Ướt nhẹp luôn. Rồi giờ mình gỡ nó các bạn ơi. Đây bẫy này thường nó dính là nó sẽ kẹp đầu không rồi nha các bạn. Con này cũng mới già chứ cũng chưa già dữ các bạn. Đây mở ra. Bẫy này mình đi thăm sớm thì nó còn sống nha các bạn. Mình thăm trễ nó kẹp một hồi là nó chết luôn các bạn. Đây sáng giờ mình đi đặt bẫy cái tay mình kẹp cái tay mình chảy máu luôn các bạn ơi. Đây được một con đầu tiên. Đây thì bây giờ mình sẽ lấy con ốc khác mình khai nha các bạn. Con ốc này hồi nãy nè các bạn. Bỏ đi. Mình lấy con ốc mới. Giờ mình sẽ khai con ốc nha các bạn. Hồi nãy không có đem cọng dây để hồi mình kiếm cọng dây mình buộc chân con bìm bẹp đó các bạn ơi. Đây thì chọt lỗ giống như cái clip bìm bẹp trước mình hướng dẫn cho các bạn thôi. Rồi xong rồi mình gài. Bẻ này xuống. Nó còn cái bẫy sình không luôn các bạn ơi.
mình dài cái chốt cho nó càng mỏng càng tốt nha các bạn, cho nó nhạy. Ok, vậy là xong rồi đó các bạn. Đây, một em đầu tiên. Rồi giờ mình đi thăm tiếp các bạn ơi. Đó các bạn nghe nó kêu à. Kiều bên bản đó các bạn. Bây giờ mình xuống khúc dưới đây mình thăm tiếp. Đây thì mình giờ mình vô tiếp trong đây nha các bạn. Ở bên cái nhà quan bên bản mình có đặt một cái ngon lắm. Rồi cái bẫy này đập nữa nè các bạn. Bẫy này sáng giờ mình thăm hai lần, đập hai lần mà không dính các bạn ơi. Mà không dính các bạn. Ở trong ngoài sau cái nhà quan đó mình có đặt một cái các bạn. Cái hoa cái hồi đó im lắm không biết có dính không. Cu kìa, quá trời cu bay luôn các bạn. Trời, trong này im quá mà không dính các bạn ơi. Trong đây nó ăn để vỏ ốc nhiều lắm các bạn mà không dính này. Mũi trong đây mũi dữ lắm các bạn. Bên này còn một cái nữa. Rồi ngơ dính luôn, gom về luôn các bạn ơi. Đây xung quanh to đây toàn là lùm không các bạn. Và tại nay trời mưa quá nên mình bẹp nó không có đi ăn các bạn ơi. Chui lắm. Nãy trời mưa quá nên mình không có lấy dép các bạn. Đi chân không luôn. Đi dép sình không rồi các bạn ơi. Đây xung quanh này toàn là lâm không rồi các bạn ơi. Cỏ đâu không à. Em bẹp ở đây dữ lắm các bạn. Mà tại nay nó trời mưa quá nên nó không có đi ăn các bạn. Mà hôm nay xui một cái, nay mình được nghỉ mà trời mưa nữa các bạn, nên mình đi bẫy các cũng không được nhiều. Thì các bạn ơi, nãy giờ mình đã gom hết bẫy này các bạn, với con bìm bẹp ở trỏng không các bạn. Thì bây giờ bên đó còn một cái bẫy cuối cùng các bạn ơi, giờ mình qua mình mới có dính không rồi mình đi về các bạn ơi. Cái bẫy cuối dính nha các bạn. À, bìm bìm nó chết rồi các bạn ơi. Chết cứng luôn rồi. Lâu quá nó chết đó các bạn. Đây thì bây giờ mình về các bạn ơi. Chết veo rồi. Chết cứng ngắc luôn.
Các bạn ơi, thì hôm nay hất thu rồi các bạn. Giờ mình đã gom bẫy xong hết rồi. Thì bây giờ mình về nha các bạn. Hôm nay dính được có hai con bìm bịp các bạn. Con sống với con chết. Con chết nãy tại mình khâm trễ quá, nó bị kẹp lâu quá, nó rớt dưới nước, nó chết đó các bạn. Thì clip của mình đến đây là hết luôn nha các bạn. Bây giờ mình về các bạn ơi. Thì các bạn thấy clip của mình hay, nhớ cho mình một like, một subscribe để cái kênh ủng hộ cho mình nha.